là không ra mà làm việc và học tập là phải đủ sáng, đủ khí. Cái không gian làm việc là phải đủ sáng, đủ khí. Em đang nói cái đô trước nhé, đủ sáng, đủ khí. Cái tiếp theo là nó phải sạch sẽ. Nó phải sạch sẽ, yên tĩnh. Nó phải sạch sẽ, yên tĩnh. Nó sạch sẽ, yên tĩnh. Thế thì bây giờ mình nhìn vào cái chỗ ngồi của mình biết nó sẽ có được cái gì không, đúng không? Cái tiếp theo là khi bố trí thì cái việc, cái không gian làm việc ấy nó phải có minh đường, nghĩa là có một cái khoảng trống ở trước. Ngồi làm việc hay ngồi học thì đều gần như vậy, nó phải có một cái khoảng trống ở phía trước, nó có minh đường. Nếu trong trường hợp mà chúng ta để cho cái trường hợp và cái không gian của chúng ta nó không đủ sáng này, nó không đủ khí này, nó ồn ào ô nhiễm này, nó không sạch sẽ này, hay là nó quay một quay một đường này, thì ngay cái việc đó nó đã thất bại. Ngay cái việc đó nó đã thất bại. Thế nên là cái việc mà sắp xếp một cái chỗ ngồi đầu tiên là mình không cần biết phong thủy gì, mình nhìn vào khoa học mình đã thấy vấn đề rồi, đúng không? Ngồi học cho ngồi làm việc trong cái phòng bé tí, xong lại vào để tối tăm, không có ánh sáng, không có thoáng thì làm sao mà làm việc được, đúng không? Tiếp theo xét về góc độ phong thủy là cái người ngồi làm việc ấy phải ngồi vào chỗ vượng, ngồi vào chỗ vượng thì mới tập trung được, bởi vì phải ngồi đó và hít đi khí vượng thì mới ngồi tập trung được. Ngồi vào chỗ vượng thì mình tập trung được. Chỗ vượng ở đây là gì? Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Nam thì mình tập trung được. Ngồi vào chỗ suy không làm được việc. Thế nên em kể câu chuyện đấy, nguyên ở Hải Phòng này của nhà em là mất 5 cái văn phòng, mất 5 cái văn phòng. Bởi vì sao? Bởi vì có hơn 100 quân ở Hải Phòng mà 5 cái văn phòng, hơn 100 quân, có cái 6 tầng, có cái 4 tầng, 2 cái 4 tầng, 2 cái 1 trệt, 1 cái trệt 90, 1 cái 1 trệt hơn 200. Thì mọi người mà để chỉ ở dưới quyền giải quyết cho có 100 người ở Hải Phòng đó. Thì mọi người thấy rằng, bởi vì sao? Bởi vì các bác, nhà em nó chú học không thủy hết rồi, là không ngồi vào chỗ suy. Không ngồi chứ gì, rời vào cũng không ngồi. Có bảo là thà thầy đi, thầy trừ bớt lương đi cho bọn em chứ gì, em không ngồi cho đó. Thế thì chịu cái nào được. Mà thậm chí là gì, nó còn đương nhất tâm nó ngồi hẳn trên đầu em. Nghĩa là em ngủ chỗ nào, em ngủ tầng 2, em ngủ và làm việc tầng 2, thì trên đầu em là chúng nó sẽ ngồi và làm việc ở trên đầu em. Chỗ bàn làm việc của em cũng có một đứa ngồi, mà chỗ em ngủ cũng có một đứa ngồi thẳng trên đầu em xuống à. Mà toàn những đứa béo ngồi đó thôi. Thỉnh thoảng mà ngủ chỗ tốt vẫn bị bỏng du, là không biết tại sao. Hóa ra là vì là mình đứa béo béo cứ ngồi thẳng lên chỗ của mình à. Các bạn ngồi đúng cái chỗ đấy của thầy thì nó chốt được khách à. Ngồi đúng chỗ đấy thì nó giao dịch nó rất là dễ. Ngồi đúng chỗ đấy thì nó mới thì có ý tưởng để làm thiết kế. Thế thì thua rồi. Thế rồi. Nên là tại sao mà em hay ra khỏi nhà, em hay đi làm ngày xưa ấy, là bởi vì cứ thời gian nào một đứa nào béo nó ngồi ở chỗ đó trên đầu giường em là em hay ra khỏi nhà. Mọi người đây thì không biết có phải không, đúng không? Không biết là có phải như vậy không? Hoàn toàn quá vậy. Đúng vậy luôn mà. Em không có cả nhân viên như em đây mà. Em nói thật luôn mà, không có là sai đâu. Bởi vì là mình chọn chỗ vượng thì các cháu ấy là cứ nhìn thấy chỗ thầy ngủ chỗ nào rồi.
nó ngồi đúng cái chủng đó. Em tưởng như thế thầy nhàn hơn. Thường là khi mà các cháu nó vượng thì em lại mất hơn. Các bác hình dung là khi các cháu nó vượng ấy thì bình thường một lớp học của em khoảng độ tầm 100 đến 120 người thôi, nhưng lần này là 400 người 500 người đấy, thì là em sẽ mất hơn đấy. Bình thường là các cháu nó ngồi vào chỗ suy ấy, thì nó không phải đi tư vấn. Trước kia em đi tư vấn đấy, nhưng mà có một đợt năm ngoái em nhớ là khi mà em ngoái em còn đi tư vấn nhiều á, là có đợt nó dồn đến gần 100 ca, 80 mấy ca trên cái bảng kế hoạch của em ấy, 80 mấy ca treo lơ lửng ở đó mà đi mãi không hết. Khi 80 ca bắt đầu mình đi trong hơn 10 ngày, còn bao nhiêu ca? Còn 6 mấy ca, mà mỗi ngày 5 ca. Nghĩa là cứ mình đi thì các bạn ấy lại có đơn yêu cầu là phải tư vấn. Thế là cứ thầy đi được bao nhiêu thì các bạn bồi với bấy nhiêu. Thế là không giải quyết được hết. Mãi đến ngày hôm trưa nay, chiều sáng gần trưa nay em mới trả được một cái ca, một của năm ngoái em còn nợ. Thế nên là bài toán ở đây là khi mà ta ngồi làm việc vào chỗ vượng thì mọi thứ nó rất là dễ dàng, rất là thuận lợi. Thế còn nó sẽ không thuận lợi khi nào? Nó sẽ không thuận lợi khi nào? Đấy. Nó sẽ không thuận lợi khi mà cái phòng làm việc nó không đảm bảo tiêu chuẩn. Đấy. Tiêu chuẩn của phòng làm việc như em vừa nói trước đó. Đấy. Nó không đủ khí, không đủ ánh sáng, ngồi nó không có khoảng trống trước mặt. Đấy. Thì nó không đủ tiêu chuẩn. Thì cái người ngồi làm việc sẽ không phát triển được. Cái tiếp theo là ngồi làm việc ở những cái vị trí suy. Ngồi làm việc ở những vị trí suy thì cũng không phát triển được. Ngồi làm việc ở những vị trí suy không phát triển được. Không thể tập trung được. Thậm chí là gì? Kê một cái ghế ở cái phương suy thôi là biết rồi, là cái ghế đấy không bao giờ ngồi. Ví dụ sáng nay em có làm cho một bác, em đang làm một bác ở Hải Dương, thì là khi mà đến nhà có hai cái ghế rất đẹp, em cũng thích cái bộ ghế đó, em cũng chụp ảnh về, nhưng em bảo là cái ghế này đẹp thôi này, nhưng chẳng bao giờ ngủ đây đâu, chẳng bao giờ ngồi đây đâu. Đối với cái ghế đó kê vào phong suy ấy, tự nhiên ấy con người ta sẽ không muốn ngồi vào đó, các bạn hình dung như thế này, con mèo ấy, các bác có đặt cái ổ đẹp, bao nhiêu ổ đẹp, sạch sẽ, thơm tho bao nhiêu sẽ, nhưng mà đặt vào phong suy ấy, bảo nó đến đặt nó ngủ đấy, nó ngủ rồi. Thế nên là cái chỗ mà ngồi làm việc thế, chỗ ngủ thế, phải là chỗ ngồi. Thế thì khi đặt vào phong suy thì nó sẽ đầu tiên ấy, là cái cảm giác là không muốn ngồi làm việc. Ngồi làm việc cũng không tập trung. Nhất là bác nào làm nghiên cứu mà đọc sách ấy, mà nếu mà ngồi vào cái chỗ suy đọc không vào luôn, cả ngày có khi đọc được chục trang sách, cả ngày có khi chọc đọc được chục trang sách không vào luôn. Trong đó thì lưu ý là các phương vị suy thì nó cái tính chất của nó sẽ xảy ra, tính chất là các phương vị xảy ra tương tự như chúng ta ở các phương vị suy của giường ngủ. Nghĩa là ngủ ở đâu thì nó xảy ra lỗi gì, thì làm việc ở đâu nó xảy ra cái lỗi tương tự như vậy. Thì cái phần này các bác không phải ghi lại nữa, mà chỉ các bạn ghi là khi ngồi làm việc ở phương suy, các vấn đề xảy ra tương tự giống như ngủ ở các phương vị suy. Giống như việc ta ngủ có phương vị suy. Ngồi làm việc ở bắc thì những bệnh về đường thủy nó sẽ xảy ra. Ngồi vào tây nam thì quan hệ sẽ bị hạn chế đi. Đấy, chúng ta cứ tương tự như vậy. Chúng ta hít cái khí đó, chúng ta ăn cái gì, cái tính chất nó xảy ra nó sẽ tương tự như vậy. Đấy, rất dễ hình dung, đúng không? Cơ hội vàng, học phong thủy chưa bao giờ dễ dàng như thế. Khám phá tinh hoa phong thủy cổ học với khóa học đại đạo trí giản.
phong thủy cổ học, ưu đãi 80%, chỉ còn 480.000 đồng. Phong thủy khoa học, khơi nguồn sức sống trường tồn, trực tiếp biên soạn và giảng dạy bởi thạc sĩ phong thủy sư Nguyễn Trọng Mạnh, người sáng lập phong thủy Đại Nam, có hơn 10 năm kinh nghiệm, 5.000 giờ lên lớp phong thủy thực chiến, hơn 20.000 học viên với hơn 300 khóa học. Tư vấn trực tiếp hơn 3.000 doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung khóa học là tâm huyết của thầy Nguyễn Trọng Mạnh cùng toàn bộ hệ sinh thái phong thủy Đại Nam, mong muốn cộng đồng tìm đến cái gốc của phong thủy khoa học để tăng cường sức khỏe, may mắn, thu hút tài lộc sung túc. Đại đạo trí giản, phong thủy cổ học giúp bạn phát triển trường tồn bằng kiến thức phong thủy khoa học giản đơn. Đặc biệt, cơ hội cho 1.000 học viên đăng ký sớm sẽ được tặng sổ tay Đại đạo trí giản trị giá 700.000 đồng. Liên hệ ngay để đăng ký khóa học và nhận ưu đãi hấp dẫn. Hotline 0288 887 7778. Website daotao.phongthuydaiNam.vn. Đăng ký ngay.